Vâng, mến chào quý vị và các bạn. Anh Hiệp lại báo giá cho quý vị và các bạn. Xin chào nha bà con nhé. Vâng, một số các tác phẩm ở đằng trước vườn đây cho quý vị và các bạn trên channel của Mạnh. Cây này là cây Nguyệt Quế. Cây Nguyệt Quế này được các nghệ nhân vừa mới đi bóng lại. Cây này hoành của nó là được 42. Hoành 42. Hoành 42 đó là đúng rồi, hoành ở 42. Chiều cao là 80. Tán mây là 1m1. Cây này báo với anh em là 6,5 triệu nhé. Hôm trước là bao nhiêu anh? Trước vẫn thế thôi. Hôm trước là 6,5 triệu, hôm nay vẫn thế à? Tức là cây này không tăng không thụt đúng không anh? Cái này đợt này ra nhiều quả thế anh Hiệp? Cái này mình vừa sửa xong. Vừa đi dây đúng không? Vừa cắt sửa mất một công thôi. Đây để cho lộ liễu ra để anh em ngắm thật kỹ. Đã, từng đường nét chi tiết của cây. Chú quay sâu sâu vào đây này. Anh em mua hớ chết. Hớ là hớ nào, nhìn quá rõ luôn. Hớ. Giới thiệu với anh em đây cái mẫu đơn đỏ. Mẫu đơn đỏ ấy, sao lá nó vàng vàng nhỉ? Mùa này một thu mà nó đang chuẩn nập xuân rụng hết rồi. Hoành là 25. Tàn là 90. Cao 1m. Giá báo anh em cây này 3 triệu. 3 triệu. Vâng, rất là cảm ơn anh Hiệp. Đây là một số me. Anh em này. Cây này báo với anh em là cả chậu ấy. Cả chậu này là 1,6 triệu. Nhiều thế nhỉ? Mấy cây kìa? Cây này 1,7 triệu. Phải kỹ. 1,7 triệu anh, cả chậu. Tất dần tật đấy. Chậu này là 300-400 rồi. 350 rồi, chậu này 450 rồi. Cái này có 1,8 triệu rồi này. Cái này 1,8 triệu. Cái này cũng 1,8 triệu. Cái này giảm cho anh em một tí đi nhé. 1,6 triệu. Đây là 1,6 triệu rồi. Theo cây trà vứt vào góc kìa. Trà này nhìn qua được rồi. Đó. Cái nào cái kia. Đó. Đây là 1,6 triệu, quay cái trà. Cái trà thế này, xin tìm một đợi anh em đọc đây. Cái trà này, cái trà lựu nhiều hoa lắm này anh em. Lựu đâu mà lựu, à ừ. Lựu mà. Quá nhiều lựu. Để báo với anh em 1 triệu nhé. Mỗi triệu thôi à? Triệu thôi. Đây cái xanh Nam Điền. Xanh Nam Điền. Quay kỹ cây này. Cây này báo anh em 5 triệu rồi, có số đo hết rồi chú. Đọc luôn đi anh. Hoành là 45. Hoành này là 45 này. Vâng. Chiều cao là 90. Tán bay là 90. Giá 5 triệu. 5 triệu. Chưa bao ship đúng không anh? Chưa. Yên này em quay kỹ cây này. Quay kỹ. Một cây xanh Nam Điền nhá quý vị nhá. 5 triệu chưa bao ship. Quý vị và các bạn cần thì liên hệ anh Hiệp. Số điện thoại 0399903128. Cây này là cây vọng cách hả anh? Cây vọng cách. Cây này là một gốc phôi thôi. 4,5 triệu. Cái nào nói là phôi thì nó là hoàn thiện rồi, nó chỉ còn mỗi răng. Phôi lại còn hoàn thiện rồi ông này. Đây, tay tán ổn kết rồi, chỉ còn mỗi làm đâu. Hoành là 60. Tán đổ là 90. Giá là 4,5 triệu. 4,5 triệu. Cây tùng.
là Hán. Ừ, cái này trông lạ lạ hay hay anh ạ. Cây này 4,5 triệu. Đo cho anh em cái hoành này. Hoành là 29. Chiều cao là 80. Rộng là 1 m. Cây này được bà con nuôi từ nhỏ đấy. Quý vị nhìn thấy đồ điểm uốn chưa? Những cái việc điểm uốn kia, đi dây kia là chỉ có từ nhỏ mới được như thế thôi, chứ không bao giờ là uốn lúc to đâu. 4,5 triệu. Quá tuyệt vời. Cây xanh nên ra đồng rồi. Xanh Nam Điền hay là quê anh? Cây này là cây xanh lá nhựa. Ở Nam Điền đấy, quê. Quê. Cây này giảm cho anh em 20 triệu. 20 triệu. Ai già. Giảm 6 triệu. Rắn mặt đấy. 20 triệu cây này à anh? 20 triệu đo nhé. À đây, hoành đây này. Hoành là 59 này. Tiếp đây. Chiều cao là 100 này. Bán 110 này. Giá ngày xưa là 28 triệu. Bây giờ xuống còn 20 triệu. Chào okay sếp. Anh. Vâng. Rượu đâu mà nghe... Rượu trong nhà đông. À, cặp đứng nắng này nghe có vẻ tâm đầu bị hợp hết. Đó, bây giờ vẫn ngồi ở là phố thôi. Cặp đứng nắng này. Trần Hiệp. Cặp đứng nắng mưa này thực sự là yêu nhau hay như... Hay được nhiều ấy chú tưởng à. Vâng. Đây là cái mẫu đơn này này. Mẫu đơn. Rất là già. Một cái phôi mẫu đơn. Phôi này anh em mang báo giá bao tiền này anh Hiệp ơi? Đài đo cho anh em mấy gốc, một gốc bụi này. Già lắm rồi. Hoành là 54. Chiều cao là 55. Đường kính 70. Giá báo anh em 4,5 triệu. 4,5 triệu à? Uống nước không Tiêu ơi? Còn cây nào như anh nhỉ? Đây còn cây cẩn thăng này, đây nô này là hết đầu. Hết nô này xong về làm phát trên nữa là sao? Làm dây nào hết dây ý luôn. Cho nó đỡ quên. Cây cẩn thăng này. Cây cẩn thăng này báo với anh em 9 triệu. Hôm nay lại lên giá hay gì ấy? Không, cây này cây mới xin. Cây của bà con gửi quanh là 40. Cây này cây cẩn thăng đẹp thật. Dáng đổ này. Dáng đổ là 1m1 này. Tán rộng này, 90 này. Giá 9 triệu. 9 quay, triệu. Quay kỹ vào cây này đẹp lắm, cây này đẳng cấp. Đấy, quay quá kỹ cho quý vị và các bạn xem luôn đấy. Thể theo yêu cầu của Trần Hiệp. Bệ này quý vị này. Nào ăn bưởi vứt cả vào gốc cái kia đi. Cây là cây gì anh? Nhất chi mai. Nhất chi mai, cây đẹp quá. Đẹp như cây này nở hết hoa rồi. Chưa. Chả thế gì. Lạc đác với cái rồi, cây này mấy hôm Tết rồi lửa rất cháy. Báo anh em 4,5 triệu. 4,5 triệu. Lác đác hết rồi. Cả chum này là 4,5 triệu hả anh? Cái này sang năm liệu có ra tiếp không anh? Có chứ. Đi đâu đây anh? Cái ổi kìa. Cái ổi này 5 triệu. Số đo đây. Đọc đi anh ở trong đấy anh đọc lên luôn đi. Đo là hoành là 48, cao là 1,5 m, tán rộng 1,4 m, quả to như cái bát đấy. À ổi giống ổi quả to à anh? Bọt nở. 5 triệu. 5 triệu ổi to. Ok, cảm ơn anh Trần Hiệp. Mẫu đơn. Đây là một mà... Con này giảm giá cho bà con nhá. Vâng, giảm đi anh. Giảm nhé, giảm. Alo. 28 củ. 28 triệu. 5 món. Đồ 5 món đấy, đúng không? Nó gọi là gì nhỉ anh nhỉ? Gọi là... Bức bình phong à? Đúng không? Bức bình phong. 28 triệu. Một bức bình phong và 5 lọ độc quyền.
quay thật kỹ vào, cây này đẹp lắm, tiết bà con trưng về nhà thờ. Cây này để ở nhà thờ anh nhỉ? Nhà cổ được đấy. Nhà cổ. Được không chú? Đẹp quá đẹp luôn. Rồi, được rồi. Tôi quay này. Hết thẻ rồi, để vào thay thẻ đã chân Hiệp ạ. Quay nhiều tết đấy, đấy. Mấy phút rồi video này mấy phút? Dạ. Em chả nhớ nhưng mà... À, 11 phút.